À, xin chào mừng tất cả chúng ta đã quay trở lại với YouTube đã quay trở lại với chương trình Laravel Pro và trong video này thì tôi sẽ review bài à, thực hành một bài đồ án một bài dự án của bạn à, thanh nguyện đấy, và bạn à, vừa học xong chương trình Laravel Pro và chuẩn bị cho quá trình xin việc để chính vì vậy nên tôi sẽ làm một cái video này à, để à, phân tích xem thử là bạn làm tốt ở chỗ nào đấy chỗ nào chưa tốt thì tôi sẽ góp ý à, để cho bản thân có thể là hoàn thiện mình Bên cạnh đấy cái view này tôi cũng public lên để giúp cho những anh em, những người đang học lập trình web có thể tham khảo Để sau này chúng ta sẽ biết được là khi chúng ta làm dự án thì cần phải làm những phần gì Và chúng ta cần phải chú ý những cái phần gì Rồi, chúng ta bắt đầu nhé Như bạn như thấy đây thì đây là một cái trang web bán hàng đúng không nào đấy, Rất là nhiều những cái thiết bị về điện thoại, đồng hồ, laptop, phụ kiện Rồi, bên trong này chúng ta nhìn thấy nó có một phần header ở đây, đây có logo của phần tìm kiếm này. Đấy, và bên này chúng ta có một cái top menu, đấy, trang chủ, thông tin, giới thiệu. Đấy, có phần tư vấn. Đấy, ở đây có phần giỏ hàng này. Được chưa? Đấy tí nữa khi chúng ta mua hàng ấy thì cái phần này nó sẽ nhảy lên đúng không? Rồi bên này chúng ta có một cái phần dân mục sản phẩm này. Đấy, có rất nhiều những mục sản phẩm khác nhau. Được chưa? Đấy và bên trái nó có một cái banner, đấy thông thường bên này À, thì chúng ta sẽ chứa những thông tin quảng cáo để, để hút khách hàng rồi bên dưới có một phần sản phẩm bán chạy rồi ok đấy như bạn nhìn thấy ở đây thì đây là một cái banner của YouTube đúng không rồi à, ở phần trung tâm của cái trang chủ này chúng ta có sản phẩm nổi bật để vào phần này nó ở dạng slide này có thể nét cho nó chạy đấy và hình như là nó cũng tự động chạy đấy sau một vài giây nó chạy đấy được chưa để sau một vài giây nó chạy để vào phần này trong website nó vô cùng quan trọng này chúng ta có thể đưa lên những sản phẩm mà đang được giảm giá đang được nhiều người mua nhất nhiều người quan tâm nhất cũng đưa lên đây để thì những người họ đi vào trang web chúng ta thì họ sẽ mua nó để và đây là một phần mà những người kinh doanh à, thì họ rất là thích được chưa tiếp tục bên dưới chúng ta nhìn thấy là cái thông tin à, sản phẩm theo từng chân mục một đấy ví dụ iPhone thuộc điện thoại được chưa đấy rất là nhiều những sản phẩm liên quan điện thoại thì nó nằm ở đây Đấy và bên phải nó có phần xem tất cả này. Đấy và bạn có à, sát ở đây chúng ta thấy từ xem tất cả này nó có chữ ít là in thường. Đấy và tôi khuyên chúng ta là nên để in hoa. Đấy bản thân chú ý nhá, cái phần này chúng ta nên để in hoa thì nó đẹp hơn. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng sản phẩm một. Đấy chúng ta bấm vào iPhone 11 64 GB. Rồi. À, cái thông tin thì nó cũng có tiêu đề, có mô tả ngắn, có màu tình trạng còn hàng hay là không giá số lượng được chưa? Đấy ở ở đây là phần slide để hiển thị uh, những hình ảnh liên quan của sản phẩm này. Rồi ở phần này chúng ta nhìn qua thì khá là ok đúng không? để tuy nhiên tôi có một vài góp ý này. để vào thân kênh và ghi lại này. Đây ở cái phần màu đúng không? Chúng ta có đen trắng đỏ vàng tím xanh. Đấy thì hiện tại thì em đang dùng một cái bật cao chung. Đấy màu hơi ghi như này. Đấy tuy nhiên để giúp người dùng có thể dễ nhận biết và dễ thao tác nhất thì màu đen ấy thì nó phải là màu đen và màu trắng thì nó phải là màu trắng được chưa đấy, đỏ thì nó phải đỏ đấy để người dùng nhìn vào cái là họ sẽ biết được là họ bấm vào đâu ok đấy và nhớ không nhầm ấy thì ở bên trong phần admin đấy phần admin này đây ở đây có một phần admin nhé để quản lý những cái nội dung bên ngoài đấy, phần này tôi để qua đây đấy tôi bấm vào đây login Tôi nhớ không nhầm thì ở bên trong này có quản lý về màu sắc. Đây có giấy xét màu sắc này. Được chưa? Và nó có mã màu. Đấy và những cái thang mã màu này mình sẽ sử dụng nó để mình đưa lên đây. Ok. Đấy, đưa đây cho nó đẹp đúng không? Để cho nó dễ thao tác. Để sản phẩm con hàng hay không. Rồi ok, còn hàng nộp vào đây. Đấy, ở chỗ này chúng ta cần phải ghi vào đây là số lượng này, là số lượng. Đấy. Và khi mà ở một rồi thì phần trừ này mình cho nó ảnh nó đi đấy còn mình cứ tăng lên đấy và tăng lên để cho mình quản lý được kho mình biết được là trong hệ thống còn bao nhiêu sản phẩm nữa thì nó sẽ đến cái phần mắc thì nó dừng lại không thể tăng được nữa được chưa đấy thì phần này mình cần phải thêm một từ số lượng nữa để cho nó dễ đấy ví dụ chúng ta sẽ đi vào là sen đỏ này sen đỏ vn đấy tôi đi vào một sản phẩm bất kỳ nhá đây, giả sử tôi bấm vào đây. Đây. Đấy, nhìn thấy này, có số lượng đúng không? Đây, màu sắc cũng có hai chấm như này. Ok. Đấy, thì khi mình làm dự án này thì mình tốt nhất là nên tham khảo những hệ thống lớn để mình xem thử là cái gì nó làm hay thì mình học. để mình làm hoàn thiện cái dự án của mình. Được chưa? Đấy, và khi nhìn vào đây cái thì người dùng họ sẽ biết được là họ cần phải thay đổi số lượng Đấy vì người họ mua hàng ấy thì nó không phải là những người theo công nghệ để mình có thể mình tự suy diễn, tự đoán được. Đấy, mà chúng ta cần phải ghi thật rõ ràng để cho những người mà họ rất ít khi sử dụng internet thì họ vẫn có thể thao tác được. Ok. Rồi, tiếp tục nhá. Bên dưới đây thì có phần uh, mô tả sản phẩm này. Đấy, thông tin và có một phần đọc thêm ở đây, bấm vào nó sổ ra. Đấy thì phần này làm rất là ok. Đấy, nhìn đẹp. Được chưa? đây ứng dụng rất là hay cái phần security uh, vào đây rồi và bên dưới nó thì có sản phẩm cùng chuyên mục đấy cũng ở dạng slide đấy à, vì trong cái chương trình của uh, youtube ấy trong chương trình laravel pro cũng như ở chương trình pp master đấy thì những cái phần bố trí như này thì đã được nghiên cứu rất là kỹ những website bên ngoài kia họ đang làm rồi phục vụ cho kinh doanh rồi vì cho cùng ấy thì khi chúng ta học xong thì chúng ta cần phải tạo ra được những sản phẩm và giúp cho những người kinh doanh có thể kinh doanh được kiếm được tiền thì chúng ta mới phát triển được thế vào trong quá trình chúng ta làm chúng ta bám sát theo như thế Đấy, thì cái tương lai chúng ta nó rất là ok Đấy, chúng ta có thể đi làm ở công ty hoặc sau này chúng ta có thể nhận dự án tự do bên ngoài để chúng ta làm để phát triển rồi bây giờ tôi bấm vào thêm giỏ hàng nhé ok Đấy, như bạn nhìn thấy thì nó đẩy qua cái trang như này được chưa Đấy và đây chỉ là cái trang để hiển thị những sản phẩm bên trong giỏ hàng Đấy, chúng ta cũng có thể là hover chuột vào đây để nhìn thấy ok đây. và bên dưới đó chúng ta có phần mua tiếp và xóa giỏ hàng để giả sử chúng ta muốn mua thêm sản phẩm nữa thì bấm vào mua tiếp rồi kéo xuống đấy, giả sử chúng ta mua thêm một cái máy tính nữa đây. macbook A rồi tôi chọn màu bạc này đấy, sau đấy bấm vào thêm giỏ hàng Đấy. Bạn có shop thì chúng ta đã có được hai sản phẩm ở đây hai sản phẩm bên trong giỏ hàng đấy, tôi thử tăng và giảm xem tăng thành hai đấy như bạn như thấy thằng này nó đã thay đổi đúng không đấy thì ở đây thân đã sử dụng phần Isaac để xử lý cái việc là tăng và giảm như này đấy, thay đổi một cách là nhanh chóng Đấy chúng ta không cần là phải bấm vào nút cập nhật giỏ hàng nữa rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện một thao tác là bấm vào thanh toán đấy xem thử ok đấy, ở bên trong này chúng ta có thông tin khách hàng và thông tin đơn hàng đấy đơn hàng là mua những sản phẩm gì đấy giá bao nhiêu đấy, và cái tổng đơn hàng bao nhiêu đấy thì đã nộp rất, rất rõ ở đây rồi tôi đặt hàng nhé phan văn cương này hoặc tôi để đây là unitop review rồi ghi vào đây là anh số điện thoại ok đây tôi chọn là ở hà nội này đây giả sử tôi ở tây hồ đi xuân la rồi đây, ví dụ nhà tòa n 01 t 5 đấy gọi giao đoàn đấy, Ví dụ vậy Hà Nội đi rồi Ở phần này thì các bạn để ý này để thêm để ý nhé cái phần này chúng ta nên áo uh, chú chọn ở một cái lựa chọn mà khách hàng hay dùng nhất Đấy ví dụ là người dùng họ thường là thanh toán tại nhà thì mình sẽ auto cho nó chọn ở đây đấy, để khi mà người dùng họ không bấm vào đây thì họ vẫn nhận được cái thông tin đặt hàng của họ ấy là thanh toán tại nhà tại vì thông thường là thanh toán tại chỗ này mà đúng không rồi tiếp tục chúng ta sẽ bấm vào đặt hàng đấy, đặt hàng để xem tự điều gì xảy ra đấy và trước khi bấm vào đặt hàng thì chúng ta có sát lại cái phần admin nhé ở bên trong phần admin nó sẽ có những thống kê đấy có đơn hàng thành công à, đang xử lý dân số rồi hiện tại thì đã đang có 5 đơn hàng thành công này đang xử lý 7 đấy và tôi sẽ bấm vào đặt hàng xem Đấy thì tôi vừa nhận được một cái email các bạn nhé đây, tôi vừa nghe điện thoại là bảo đã nhận được một cái email Đấy, thì bạn nhìn thấy này Đã có một email ở đây Đấy, tôi bấm vào Đấy Ok chưa Nó có thông tin cái sản phẩm mình vừa đặt này Đấy, có giá tiền đăng hoàng luôn Đấy, thì đây chỉ là cái thông tin đơn hàng mà chúng ta vừa đặt Đấy, tuy nhiên là trong này chúng ta nên chỉnh lại này chữ ít là phải biệt hoa nhé Được chưa rồi đấy, phía bên dưới này chúng ta có thể thêm thông tin là ví dụ như khách hàng họ muốn chuyển khoản hay như nào đấy có thể thêm được uh, thêm cái thông tin hotline này kia đó ở đây có này là chúng ta cần phải thêm vào để cho khách hàng họ tiện liên hệ với chúng ta để hoàn tất quá trình đặt hàng rồi tiếp tục sau khi đặt hàng xong rồi chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần admin Đấy tôi reload lại đấy bạn nhận thấy đang xử lý từ 7 nó lên 8 rồi đúng không đã hệ thống chạy ok đấy và bạn nhìn thấy này có khách hàng là youtube review nó đã nhảy vào bên trong này rồi rồi bây giờ tôi sẽ xem chi tiết này giả sử như tôi là một người kinh doanh và đang vận hành hệ thống này khi nhìn thấy một đơn hàng mới đấy thì tôi bấm vào chi tiết đấy bấm vào chi tiết ở đây để tôi xem thông tin đấy mà đơn hàng bao nhiêu địa chỉ là giao ở đâu để và những người kinh doanh họ chỉ cần nhìn thông tin này thì họ sẽ biết được là cần phải giao để cho ai Đấy, hình thức vận chuyển thanh toán như thế nào và những sản phẩm nằm bên trong đơn hàng này là bao gồm những gì tổng tiền bao nhiêu được chưa đấy thì đây là một cái thông tin rất là hay và sau khi nhận được thông tin này thì uh, người kinh doanh bắt đầu họ sẽ lên đơn họ kết hợp với những đơn vị vận chuyển để họ chuyển hàng đến cho người dùng đấy và người quản lý hệ thống sẽ thay đổi cái chế độ này Đấy và ở chỗ này có một góp ý dành cho thân đấy là khi chúng ta làm cái trạng thái của đơn hàng thì chúng ta nên có nhiều trạng thái. Đấy, ví dụ đang xử lý này, có trạng thái là đang vận chuyển này. Đấy có trạng thái là thành công này. Có trạng thái là hủy này. Được chưa? Để chúng ta có khá nhiều trạng thái chúng ta cần phải phân tích nó ra. Đấy. Rồi. Sau khi mà xử lý ok thì bấm vào thành công, có nghĩa là khách hàng họ đã nhận được hàng và chúng ta đã nhận được tiền. Đấy, nhấn vào cập nhật đơn hàng. Rồi, sau khi bấm vào cập nhật xong ấy thì hệ thống nó sẽ chuyển cái thang vừa đặt này thành đơn hàng thành công. Đấy, từ 5 lên 6 và đang xử lý từ 8 nó giảm xuống 7. Đấy, rất đơn giản đúng không? Đấy và tôi quay trở lại về phần bản hàng. Tôi xem thử đơn hàng vừa đặt nó đang nằm ở đâu. Để các bạn nhìn thấy ở đây thì hiện tại tôi vẫn chưa thấy cái đơn hàng tôi vừa đặt. Đấy, tôi bấm trang 2 xem. Rồi. Đấy, hiện tại thì đơn hàng vừa đặt thì nó đang nằm dưới cùng. Đấy và đây là một cái sai. để mà thần cần phải xem lại. Đấy, chúng ta cần phải đưa cái đơn hàng mới nhất lên trên cùng. Đấy, để dễ thao tác đúng không? để chúng ta để bên dưới thì phải lật như này rất là khổ. Đấy giả sử chúng ta có 10 trang Như hạn thì như này thì nó không ổn. Đấy chúng ta cần phải thay đổi cái phần order by. Rồi, Đấy, tôi xem thử là ở phần này tôi có thể là tìm kiếm được không? Đấy, giả sử tôi tìm Unitop. Đấy, xem được không nhá Tìm kiếm này. Ok, đấy. Thì khi mà hệ thống à, cần tìm cái đơn hàng của bất kỳ ai của khách hàng nào, chúng ta có thể điền thông tin vào đây để tìm. Đấy, cái phần này khá là hay đấy. Rồi. Tiếp tục. À, tôi xem thử là cái phần quản lý bên trong này có những gì nữa. Đấy, còn sơ bộ thì những thao tác liên quan đến đặt hàng thì đã xử lý khá là ok rồi, đấy như thế là ổn, rồi. Đấy, tôi quay trở lại với phần uh, hệ thống bên trong nhé, đấy. Tôi um, đi vào trang này, đấy, trang ở đây là những cái phần uh, thông tin mà nó chỉ có một page duy nhất. Đấy, ví dụ giới thiệu thì có một trang giới thiệu, uh, liên hệ thì nó sẽ có một trang. Đấy vào cái phần này thì chúng ta không nên để ẩn vào đây nữa. Đấy nó không cần phải ẩn thì chúng ta không cần phải ẩn đưa vào đây đấy ví dụ đây cái phần giới thiệu này đấy chưa đấy giới thiệu ok đấy chúng ta không cần đại diện thì không cần phải cho cái thằng này vào đấy và nếu chúng ta đưa vào thì phải in hóa in thường và đàng hoàng đấy đừng để như này rồi đấy cái phần này mà nếu nhiều ấy, thì cần phải có phần trang này nhé rồi tiếp tục cái phần bài viết đấy phần bài viết này ở đâu thì trong bất kỳ những trang web à, bán hàng nào thì cũng có những cái phần tin tức để để cho khách hàng họ sẽ xem thêm thông tin đấy, và từ đấy họ sẽ à, có niềm tin lớn hơn để họ mua hàng. Đấy, ví dụ ở đây tôi bấm vào thông tin hay rồi à, thì hiện tại thì Thanh đã đưa vào đây danh sách những cái thông tin và có phần trang. Này, tôi bấm vào một cái xem, đấy, nó chạy ok đúng không? Rồi cái phần này làm khá là được đấy, ngon lành. Rồi tiếp tục ở trong bài Việt Nam sẽ có từng cái dân mục này đấy, có dân mục đấy, dân mục rất là nhiều dân mục khác nhau đấy có à, tin tức thì có tin mới đánh giá tin khuyến mãi được chưa để bên này là thêm dân mục này rồi thì cái giao diện này thì khi bạn học ở YouTube thì đã được hướng dẫn rồi thế và chúng ta cứ ốp giao diện vào và sẽ phân tích theo hướng dẫn để chúng ta đưa dữ liệu vào chạy ok rồi Tôi sẽ thực hiện một việc là thêm mới xem Đấy xem giao diện như thế nào Này có tiêu đề mô tả ngắn Đấy, Dân mục ở đây Đấy thì ở cái file nào đăng báo là cái domain này nó chưa được đăng ký này Đấy thì chúng ta hãy lên trên uh, Cái trang Tiny Để chúng ta cài đặt Thêm cái domain để chúng ta có thể là chạy được Cái thêm dữ liệu Ở trên cái domain này được chưa Rồi Tiếp tục nha Đấy, sản phẩm thì nó tương tự như vậy thôi, nó cũng có dẫn mục, để nó cũng có màu sắc, rồi đấy, màu sắc thì có chọn màu đấy, rất là hay. Đấy, về bản hàng, đấy, về người dùng, ở phần người dùng này nếu như em có thời gian thì chúng ta nên uh, xây dựng thêm một cái phần gọi là phần phân quyền, để để chúng ta có thể là thêm nhiều thành viên mới vào, để và chúng ta xem thử là họ đang ở quyền nào, đấy và cái quyền đấy thì chúng ta sẽ thiết lập nó là với từng quyền một thì nó sẽ được phép làm gì và không làm gì ở trong hệ thống đấy ở đây thì hiện tại thì đang thấy em đã có đưa quyền vào rồi đấy, nhưng mà chưa thấy quản lý quyền ở đâu đấy, thì có thể là một cái tài khoản khác đấy, để có thể là quản lý được quyền đấy nhưng mà ở đây thì uh, cũng góp ý như vậy để thân xem lại cái hệ thống của mình xem thì chúng ta đã có phần quản lý quyền hay chưa rồi ok đấy và thông qua những phần vừa rồi thì tôi cũng đã À, thực hiện những thao tác và à, cùng các bạn là trải nghiệm về cái à, việc là mua hàng, xem thông tin ở trên cái hệ thống này. Đấy và nhìn chung là mọi thứ khá là ok. Đấy ngoài trừ những cái lỗi rất là nhỏ, đấy và những thứ để giúp chúng ta có thể là à, giúp cho người dùng có thể là tăng trải nghiệm lên và à, thao tác ok hơn. À, còn đối với thanh khi chúng ta đã làm được cái bài như này rồi thì thực sự là chúc mừng em vì chúng ta đã À, qua một giai đoạn khá là dài đấy, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 8 trong cái lộ trình học lập trình web đi làm của chúng ta để và khi chúng ta đã học đến đây rồi thì tính chắc rằng ấy thì những cái thứ mà em làm ở đây thì gần như nó đã đi vào trong trong mạng của mình rồi đấy từng chức năng phân tích như nào xử lý làm sao tất cả đã được chỉ dạy một cách kỹ lượng đấy và thậm chí em có thể làm tốt hơn so với kỳ vọng ở Unitop nữa để ví dụ ở đây là có thể là tìm kiếm sản phẩm đúng không đây có thể điên vào đây là samsung, đây như bạn nhìn thấy, đấy, nó đã thực hiện ở phần tìm kiếm như này, đấy, rất là hay, bấm vào đi đến sản phẩm luôn. rồi, đấy, hoặc là chúng ta sẽ đi vào phần danh mục này, đấy ở đây có thể là lọc này, lọc được chưa? Đấy, muốn xem thằng nào thì nó lọc luôn, đấy, rất là hay. thì đây là những cái góp ý dành cho thay ở trong bài này và uh, rất là cảm ơn tất cả những bạn đang theo dõi cái video này. Đấy, các bạn hãy nhớ là chúng ta hãy cứ bắt đầu đi, hãy học từng bước một, từng bước một, từng bước một theo lộ trình. để và nếu các bạn là người đang học theo lộ trình ở trên YouTube đấy, thì hãy cứ nỗ lực mỗi ngày. Đấy, vì cái kết quả nó chỉ đến khi mà chúng ta hành động và làm đúng theo những thứ đã hướng dẫn trong chương trình. để còn để chúng ta lười chúng ta trì hoãn ấy thì không bao giờ có kết quả cả. để còn đối với những người mà chúng ta đang phân vân đang tìm kiếm một cái chương trình học để đi làm đấy, thì tôi khuyên chúng ta là hãy lên trên hệ thống youtube.vn đấy hãy tìm hiểu đi này chúng ta nên tìm hiểu để xem thử là liệu rằng mình có phù hợp với cái lộ tin ở đây hay không đấy vào để xem xong này bấm vào lộ tin à, để chúng ta xem thử là cái hình tin để chúng ta học để đi làm nó như thế nào đấy nếu ok chúng ta có thể đầu tư tiền học còn không thì thôi chúng ta có thể là tự học đấy các bạn rồi à, một lần nữa là chúc mừng thân đã đến với cái giai đoạn cuối cùng này làm khả là ok đấy và chúc tất cả những bạn xem video ở đây thì chúng ta à, luôn luôn sức khỏe và học tập tốt đạt kết quả cao và nhanh chóng có được uh, cái kỹ năng uh, đi làm được web và có một công việc tốt xin chào và hẹn gặp lại